Từ Việt Nam xin chào các bạn. Chúng tôi là nghệ sĩ của nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã được tham gia nhiều lễ hội nghệ thuật và văn hóa dân gian tại châu Âu, trong đó có Italia. Và lần gần đây nhất là vào năm 2006. Chúng tôi đã mang tới festival nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc khu vực phía Bắc của Việt Nam và Việt Nam tới đất nước Italia xinh đẹp và mến khách. Đến với Italia, các nghệ sĩ của chúng tôi cảm nhận được tình cảm tốt đẹp và các bạn, những người dân Italia hiền hòa đối với các chương trình tiết mục biểu diễn của nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp được đến với Italia trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật dân gian trong thời gian tới của các bạn. Xin chào và hẹn gặp tại Italia. Lời yêu bay đỉnh núi mùa xưa.